Đây các bạn, mình đang ở chợ Lại Khánh này, khu chợ mà ở quê mình đây các bạn. Đi một vòng quay các bạn coi ha. Đây chợ quê mình đây. Mình nhớ các bạn, nhớ một lần mình đã từng quay ở đây một lần rồi, bây giờ mình quay lại một lần nữa các bạn. Giờ quay gì ta, quay thằng tôm mỡ Hay sáng hôm quay gặp bà mợ các bạn, bà có thằng tôm nữa, đi một vòng đã đó. Giờ đi đi một vòng nữa này các bạn. Này bà, chợ đây mắm này đặc sản Bình Định đây các bạn, đây ở Quy Nhơn, Quy Đức đây các bạn, thấy không? Đây đang quay phim và gì đó, đây mắm này ngon này các bạn, thấy không? Mắm này mình chuyển đi Sài Gòn luôn. Cô này quen quen này, cô tên gì cô không quên rồi. Cô Lành. Này, cô Lành này các bạn, ở Sài Gòn người ta hay kêu là cô Lành bán mắm, nó cho chắc nụi các bạn. Đây, đây mém này các bạn. Mua lành bằng mém. Mém một chai vậy bao nhiêu cô? 10.000 các bạn ha. Chai này cũng 10.000 luôn đi. Chai mười mấy ngàn cô? 17.000 các bạn ha. Đây còn chưa tính tiền ship các bạn. Ship là tự ra si Dũng Lệ là si cục quê gì lấy nha. Đây cái này là thầu với ăn với xài, thầu với ok các bạn, không ăn cơm mà cũng được, giả cây kê các bạn. Đây, mấy sáng sớm bây giờ tầm bây giờ mình mới ngủ dậy về quê theo cái kiểu Bình Định quen rồi, kiểu Sài Gòn quen rồi, bây giờ 8 giờ mới dậy các bạn. Đây, mém đầy đủ chung thật. Sáng ngày đi mượn mang đâu giếp của má đi các bạn. Này chú Chắc này, này bà, này bà Băng Reo rồi. Hồi xưa cũng có quay một dèm ở đây rồi ấy, bữa nay theo yêu cầu của các bạn quay một lần nữa. Này bà mang mém này, bạn đây có mém mực này, thấy không? Qua khu bên này là bán cá. Ừ, con này con nhộng này. Nhộng này. Không có quay, quay đâu mà quay, mà quay đâu có mấy bộ phim đâu mà quay. Này bà, dạ này cá này, khu này khu ở đây là khu bán cá. Đừng có quay đâu, thấy không? Có quay đâu mà quay, không có quay. Này không có quay đâu. Đây được, đây đây hàng tôm mực các bạn ơi, chính hiệu Na Vàng các bạn. Hàng tôm mực, hàng tôm mực. Quay sớm sớm mà chợ nó mới đẹp chứ. Má ngủ dậy mà. Bà đầm mấy bà đầm thầm cắt nhiều cái để chài đi chợ như mấy bà đầm. Tôm cá kiểu không. Trời giờ hết rồi mà chứ hết cá thịt rồi. Hết rồi, bữa sau mai quay. Bây giờ mua cà tím nha các bạn. Mua cà tím đi. Rau mua bên đấy hai cái luôn. Dạ. Em mua 1 ký đây, lấy 1 ký đây. Hay một ký cà tím cho bạn. Bây giờ mình mua bên này 1 ký đổ qua đi. Chứ giờ sao? Có bao nhiêu mua, giờ mua giờ không biết mua chi hết. Giờ không biết mua chi hết. Mua về nhà để cho. Để cho. Còn mấy cái nướng lộn này, nướng lộn luộc rồi này. Nem nướng lộn ăn không nấu. Nem nướng lộn này không nấu. Một cái cài nấu mà nem nướng lộn này không nấu. Cái cà nướng lộn này không nấu. Cô rau đâu, nướng lộn đâu? Rau tí nữa, rau ra mua nướng lộn luôn. Ra luôn mua nướng lộn luôn. Ông
Có, không cần đâu, để đưa tiền để con quên đó, con cầm cái con quên đó. Đây má đứa con nào con gì ạ? Rồi dạ con hai đứa đâu. Một tên tám ly mày con. Dạ. Con nước cà pháo lại con thằng đi. Ờ vậy máy có bao nhiêu tiền bác? Tôi có 8.000 mà. Lấy thêm 2.000 gì nữa đi. 2.000 hành tỏi gì cũng được. Rồi bỏ ớt đi. Bỏ ớt đi. Rồi cái giải quyết chúng ta cần giải quyết là đem cái trứng lộn mà hứa đâu bỏ đây đâu rồi. Đem cái trứng lộn luộc rồi. Cái này chắc xuống luôn. Xuống quá ngồng nhanh đại mấy anh ngồng nó chờ hơi chứ. Đây cà tím này. Chiều về làm cà tím. Đây, mình sẽ mua cái gì các bạn? Mua chú chát đi các bạn. Chú chát này mắc nãy qua phim đầu tiên em mua bán cho con một nhánh đây. Thôi từ từ mà tôm đấu diện nhà mà. Dạ. Không. Dạ. Dạ. Bao nhiêu tiền bà? Rồi cái mém này, cái cà đấy bao nhiêu tiền? Nhiêu tiền? Bây giờ là mất cái đây 5.000 với kia 5.000 nữa là 10.000 hay? Tới luôn các bạn. À mua gì là về mình chắc một tủ nhà tủ lạnh cho má đâu. Con mua thịt đồ chứ mua chay đồ đấy con chay tủ. Ủng hộ mấy bà già chứ. Đây trứng này bao nhiêu tiền bà? 2 ly 1.000 bạn. Đây để xin một cái bịch to đó, đựng vô luôn. Đấy sáng là đi chợ quê đấy bạn là mua cho một cái bịch to bỏ vô luôn. Rồi con cảm ơn. Mà cảm ơn con nhé. Đấy cô lành bán bá mình nó mua mém bá cho một cái bịch thiệt to các bạn. Đây bỏ vô. Không mua cái bì các bạn. Không phải mém chừng gần đi bây giờ chứ mua giờ đi uống cà phê nè nhưng mà mua cái đây xách đi được xuống dưới kia chứ sao chứ về nhà đây buổi sáng mình dậy hơi trễ bạn biết không không gian chợ đây người ta cũng đi về hết rồi bạn cảm ơn bà nha dạ đây cái chỗ đây mém của lành này các bạn đấy quay lần nữa đấy. Nhưng không phải giờ này là giờ chỗ này bán chẩu đây, hay mua chẩu vô cái nhà. Bây giờ lại quay bánh xèo này mới kiện. Mua về bánh tráng luôn. Rồi lấy con bịch bánh tráng. Bao nhiêu tiền? 10.000 nha. Quay chỗ này quay lâu rồi mà hồi xưa cũng có một clip đâu ưng rồi quay cho vui với mà còn được lên tráng 10.000 nữa. Này bây giờ qua bà mợ bà ngầu này các bạn bán gì bánh giày bánh hỏi lấy con bánh hỏi đâu hết rồi. Dựa gì không? Không. Hồi xưa quay bà đây, tôi nhớ bà Ngọc nghe ghép nè, bà không cho tôi quay nè. Ừ.
Quê ở Bả La cái quay ti mà hồi nhớ không biết nem mấy trăm đồng một cái bánh xèo phải không, nem rem phải không? Hồi tôi nhớ lâu lắc lâu lơ mà. Tôi bị nhiều đây các bạn. Cứ đi ngang một quầy là mình mua hết thử coi, nãy giờ mua chưa hết 100 ngàn á. Mà xếp gì anh đi con? Thôi chứ, cái này quay clip mà. Không biết bây giờ tự nhiên anh xuống chợ gặp người quen ăn gì nấu nữa bạn. Không bao nhiêu tiền bán người ta bao nhiêu tiền. Chào vậy thôi. Vậy thôi từ từ chứ. Hên quá các bạn, hên. Rồi lại mua chì nữa. Này là thứ gì vậy cô? Bánh canh đi. Bánh canh đầu sáng má mua bánh canh ăn rồi. Giờ mua bán cho con bịch su sa. Mà đúng rồi á. Trời mà cái này là mua ủng hộ bà con này chứ mình không biết từ giờ lần đầu tiên đi chợ trong cuộc đời luôn đấy. Rau. Rau bán đèn ngọn bèo đang bán chai nước thôi chứ. Rau bán chai nước nữa. Coi giờ còn nem ngàn sao? Đây cái bóp để đây. Bịch này xu sao bao nhiêu vậy cô? Nem ngàn ấy, rồi. Thầu cục để con luôn, thế lại con gom một lần. Này, nem ngàn bánh bèo mà nem ngàn chai kia ấy. Chai nước này là mờ. Đâu. Trời đất rỉ, ăn ngon nữa. Chào ơi, giải bình thành mà anh em mày đẹp trai ra ai nhận mày ra, bị hôm mày còn nhỏ mày ra đây. Bữa nay mày lớn rồi mày đi nước ngoài mà. Giờ nhỏ không để ý chi sao mà bữa nay sao đẹp trai bằng hồi xưa được. Giải này chưa cho chết mẹ rồi, giải hồi xưa đẹp trai hơn nữa. Thế bây giờ nó còn không đẹp trai bằng hồi xưa đấy. Cái này là nước rau má nha. Rào nước rau má. Đây các bạn, đây. Mấy... hình như hồi bữa cũng mua chứ mà bữa nó bữa gặp bà bánh xèo ấy khúc cơ các bạn, bữa bà la cái khúc cơ nó thiệt luôn á, đúng không? Hôm xưa chị có like không? Dạ. Bây giờ mình nâng cấp lên rồi, phiên bản nâng cấp mới rồi. Đây video nãy dài rồi các bạn, mình sẽ quay một video khác nha các bạn.